Tài U Minh Thượng xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Tài U Minh Thượng xin phép được chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn mình một đám tang thật là đau đớn. Chú ra đi với sự tiếc nuối của gia đình. Vào khoảng buổi sáng chú ghé nhà một nhà người quen chơi. Chú mới đi bắt ổ ong mật. Thì chú đang bắt ong mật, đang bắt ong thì bị ong đánh vậy chú mới đi về. Mà trên đường về là ong vẫn còn bay theo đánh chú. Nghe nói là tới mấy trăm vít vậy đó. Thì người dân mới bảo là nói với chú là xuống sông tắm đi để cho bớt mùi, là ông nó sẽ không bay theo đánh nữa. Thì khi về tới nhà của người thân đó là chú mới xuống sông chú tắm. Là khi chú xuống sông tắm thì kiểu như bị ông đánh rồi một phần nó bị, nói là lúc đó là cứng cạnh hàm hết rồi. Rồi tại vì ông đánh tới mấy trăm mũi mà mấy trăm vít lận. Thì khi chú xuống sông chú tắm thì chú đã bị dập bẻ, chú chết luôn là khoảng cỡ 9 giờ sáng, là tới 3 giờ chiều xác chú mới nổi lên là gia đình mới phát hiện được. Rồi gia đình thì rồi vợ chồng con cái là đầy đủ các bạn, nhưng mà tại cái nguyện vọng của chú á, thì chú mắc ra là phải đưa chú về bên gia đình, là bên cha mẹ ruột á, làm đám, chứ không làm đám bên nhà, là bên nhà chú vẫn có nhà cửa đàng hoàng các bạn. Thì đây là nhà của người em của chú, hoặc là cũng nhà của ba mẹ hồi xưa đó. Và với nguyện vọng của chú là sẽ được nằm ở đây đó. Vậy xin mời tất cả các bạn mình chúng ta cùng xem video tiếp nha. Ah!
Giờ này ta bỏ ra
cha ơi, mười mấy năm trời công dưỡng nuôi của cha đã dành cho chúng hiếu từ. Vậy mà cũng chưa đền tả dù chỉ một phút một giây. Nay con trở về thì cha đã ra đi. Nay chúng hiếu từ chưa lần nào đi đền tả nghĩa ân công sanh thành dưỡng dục cù lao. Con cũng chưa dâng cho cha được tách trà hay là lý. Xin cha hãy nhận cho con hai lại sau cùng. Cha ơi, lại đi chúng con đền ở công sanh thành dưỡng dục cù lao. Còn lại đây con đền ở cha mười mấy năm dài cha cô mang hoàng. Thank you.
Chứ chung với tự này không phải là kẻ bất hiếu gì. Nhưng gì chỉ nhiệm vụ quê hương đất nước nên muốn trở về thì đà quá về. Mười mấy năm dài cha đã đợi chờ tính con, vậy mà con cứ mãi mê công danh sự nghiệp, nào có chăm sóc được cho cha già thế tuổi sau con. Đây là những hạt gạo mà cha đã mẹ đã bận nuôi các con lớn lên, nay chức lên sàn con xin kính cẩn nghiêng mình thủ phục kinh dân cho thân thụ ba quên lần xảo quân. Cha hãy trở về đây để hưởng thực lần này, để trong lát nữa trên thiên đàng cha thanh thản ra đi. Và còn đây là trong ngộ lạc, con xin kinh dân cho thân thụ cũng gọi là tấm tử. Trời chốc lát nữa đã tới giờ thể lễ đưa đi. Anh em dân chạy đã chờ đợi bên ngoài để đưa xác cha ra tán án cực mộ. Trước lúc cha ra đi, xin cha hãy nhận cho các con ba lại sau cùng. Lại thứ nhất, con đền ở công sanh thành dưỡng dục phù lão. Còn lại thứ hai, con đã ở cha mười mấy năm dài, cha cô mang quảng dường. Còn lại sau cùng, trước lúc cha ra đi, con xin cha hãy tha thứ tội lỗi cho tất cả các con và các cháu. Nếu như chúng con từ thở nhỏ cho tới giờ vô tình có điều gì lầm lỗi gây ra, để cho cha buồn, cha giận. Cha ơi, số Nam Tàu đã định, nay bắt đầu đâu thể đổi giờ. Anh em con sẽ cố ngăn đi dòng lòng, mà không thầm tiện cha ra phần mộ. Trước cảnh tử biệt sanh ly này, cha con ngàn đường giờ cha bỏ đi thật xa. Nào cha có biết đời quang ấy xa dù về đây tôi hát mong sắp cận kề giờ tế lễ đưa lên. Các anh em dân chạy đang chờ đợi bên ngoài để đưa xác cha ra táng ăn phần mộ.
mười mấy năm dài cũng sống tận ngoài quán ải, xác kẻ thù để lập bữa chiến công. Cả khúc khải hoàng quỷ quốc trở về đây thì chả đà tiết mạng, thật hư thế nào còn đây chưa rõ. Chả cho phép con cắt ngọn lửa hồng, khảm ảo quan cho tỏ tường cử xử.